Thảo Nguyên xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào đón quý vị đến với chương trình truyền hình của hệ thống truyền thông TNT Media. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin tức mới nhất của chúng tôi với bản tin Hoa Kỳ, Việt Nam và Thế giới. Thẩm phán phụ trách vụ kiện can thiệp bầu cử năm 2020 của ông Donald Trump ngày 8 tháng 11 đã hủy bỏ tất cả chương trình ra tòa còn lại của ông Trump. Đội ngũ chuyển giao chính quyền của ông Donald Trump đã chuẩn bị các sắc lệnh hành pháp và các tuyên bố về việc rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Các điệp viên Iran đã tìm cách ám sát Tổng thống Trump chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử và tiến hành các âm mưu chống lại những người chỉ trích chế độ Iran cũng như các mục tiêu cấp cao khác. Bộ trưởng Ngoại giao Iran phủ nhận cáo buộc của Mỹ nói rằng Iran có liên quan đến âm mưu ám sát ông Donald Trump và kêu gọi xây dựng lòng tin giữa hai quốc gia thù địch vào ngày thứ Bảy. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên Âu Joseph Borrell tìm cách trấn an Ukraine về sự ủng hộ không lay chuyển của Âu Châu vài ngày sau khi ông Donald Trump đắc cử. Bộ Ngoại giao Nga cho biết không thấy có lý do nào để thảo luận về việc nối lại đối thoại về ổn định chiến lược và kiểm soát vũ khí với Mỹ vào thời điểm hiện tại. Trung Quốc đã chuẩn bị cho sự trở lại của ông Trump bằng cách thắt chặt mối quan hệ với các đồng minh, thúc đẩy sự tự lực trong công nghệ và dành tiền để hỗ trợ nền kinh tế hiện đang có thể bị tổn thương trước các mức thuế quan mới mà ông Trump đe dọa. Bắc Hàn đã tiến hành can thiệp GPS vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy, gây ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và máy bay tư nhân. Từ khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ hôm 6 tháng 11 cho đến phiên giao dịch cuối cùng trên thị trường quốc tế trong tuần này, giá vàng thế giới giảm 1,8%, nhưng giá vàng ở Việt Nam mất giá tới hơn 3,4%, khiến nhiều người thua lỗ nặng. Và sau đây là bản tin chi tiết. Thẩm phán phụ trách vụ kiện can thiệp bầu cử năm 2020 của ông Donald Trump ngày 8 tháng 11 đã hủy bỏ tất cả chương trình ra tòa còn lại của ông Trump. Công tố viên đặc biệt Jack Smith đã buộc tội ông Trump vào năm ngoái về âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 và lưu trữ bất hợp pháp các tài liệu mật tại khu điền trang Mar-a-Lago của ông. Nhưng hiện tại, hai vụ kiện liên bang này sẽ phải hủy bỏ trước khi tổng thống đắc cử nhậm chức, vì chính sách lâu đời của Bộ Tư pháp quy định rằng các tổng thống đương nhiệm không thể bị truy tố. Chiến thắng của ông Trump cũng đồng nghĩa là Bộ Tư pháp tin rằng ông không còn có thể bị truy tố. Ông Trump đã chỉ trích cả hai vụ án đều có động cơ chính trị và tuyên bố sẽ sa thải ông Smith trong vòng 2 giây sau khi nhậm chức. Trong hồ sơ nộp lên tòa án vào ngày 8 tháng 11 của nhóm ông Smith đã yêu cầu hủy bỏ mọi thời gian ra tòa sắp tới, nói rằng họ cần thời gian để đánh giá tình huống chưa từng có này và xác định hướng đi phù hợp trong tương lai, phù hợp với chính sách của Bộ Tư pháp. Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ Tanya Chutkan đã nhanh chóng chấp thuận yêu cầu này và ra lệnh cho các công tố viên nộp hồ sơ tòa án với cách giải quyết cho vụ án này trước ngày 2 tháng 12. Ông Trump sẽ ra tòa vào tháng 3 tại Washington, nhưng vụ án của ông đã bị dừng lại khi các luật sư của ông Trump đưa ra lý do quyền miễn trừ truy tố một tổng thống, cuối cùng đã được đưa lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, và Tòa án Tối cao đã ra phán quyết rằng các cựu tổng thống có quyền miễn trừ rộng rãi khỏi bị truy tố và đã chuyển vụ án trở lại bà Chutkan để xác định cáo buộc nào trong bản cáo trạng có thể được tiến hành. Vụ án tài liệu mật đã bị đình trệ kể từ tháng 7 khi một thẩm phán do Laba Allen Cannons bác bỏ vụ án với lý do ông Smith được bổ nhiệm bất hợp pháp. Ông Smith đã kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ có trụ sở tại Atlanta, nơi yêu cầu khôi phục vụ án đang chờ xử lý, ngay cả khi ông Smith tìm cách rút lại vụ kiện tài liệu chống lại ông Trump. Có vẻ như ông sẽ tiếp tục thách thức phán quyết của bà Cannon về tính hợp pháp của việc bổ nhiệm ông, vì phán quyết như vậy sẽ tạo ra tiền lệ. Đội ngũ chuyển giao chính quyền của ông Donald Trump đã chuẩn bị các sắc lệnh hành pháp và các tuyên bố về việc rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
Song song, họ cũng chuẩn bị một chương trình cho phép khoan dầu và khai khoáng sản nhiều hơn. Ông Trump dự kiến cũng sẽ bãi bỏ lệnh tạm dừng cấp giấy phép về xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng sang các thị trường lớn ở châu Á và châu Âu và bãi bỏ một số luật lệ khắt khe của California về ô nhiễm môi trường. Ông Trump đã hứa sẽ thực hiện các lời hứa mà ông đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã tạm dừng phê duyệt các hoạt động xuất khẩu NLG mới vào tháng 1 để hoàn thành một cuộc nghiên cứu về tác động của hoạt động xuất khẩu đến kinh tế và môi trường. Bộ Năng lượng Hoa Kỳ sẽ công bố bản dự thảo phân tích cập nhật trước cuối năm nay để lấy ý kiến của công chúng trong 60 ngày. Một viên chức của Bộ cho biết, một số người trong đội ngũ chuyển giao đang thảo luận về việc chuyển trụ sở của Cơ quan Bảo vệ Môi trường ra khỏi Washington. Các điệp viên Iran đã tìm cách ám sát Tổng thống Donald Trump chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử và tiến hành các âm mưu chống lại những người chỉ trích chế độ Iran cũng như các mục tiêu cấp cao khác. Âm mưu bị khám phá khi các thám tử theo dõi một âm mưu giết người khác của Iran qua một loạt các cuộc trò chuyện giữa nghi can cầm đầu là Farhad Shakiri, 51 tuổi, và FBI. Shakiri, người nói rằng ông ta đang ở Tehran vào thời điểm các cuộc trò chuyện diễn ra, đã đồng ý nói chuyện với FBI để được giảm án tù cho một tù nhân giấu tên tại Hoa Kỳ. Ông Shakiri nói với các đặc vụ rằng một quan chức của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo đã tiếp xúc với ông ta vào giữa đến cuối tháng 9, yêu cầu ông ta gác lại âm mưu giết một nhà báo và nhà bất đồng chính kiến người Iran ở New York, thay vào đó là hạ sát ông Trump. Ông được yêu cầu cung cấp một kế hoạch trong vòng 7 ngày, và khi ông nói rằng việc nhắm vào ông Trump sẽ rất tốn kém, viên chức tình báo Iran đã nói với ông rằng, chúng tôi đã chi rất nhiều tiền rồi, tiền không thành vấn đề. Ông cũng cho biết nếu không giết được ông Trump trong 7 ngày, họ sẽ đợi đến sau cuộc bầu cử, lúc đó ông Trump đã thua và việc giết ông ta sẽ dễ dàng hơn. Âm mưu ám sát ông Trump lần này là hành động mới nhất trong những nỗ lực trắng trợn của Iran nhằm giết ông Trump để trả thù cho việc ông Trump đã ra lệnh cuộc tấn công bằng máy bay không người lái năm 2020 ở Baghdad, giết chết ông Qasem Soleimani, thủ lĩnh lực lượng Quds của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo. Hồi tháng 8, các quan chức Hoa Kỳ cũng đã buộc tội một người đàn ông Pakistan là Aziz Merchants, người đã đến Hoa Kỳ nhiều tháng trước đó, thay mặt cho Iran để tìm kiếm sát thủ giết ông Trump và những người khác. Các tài liệu cho biết, ông Shakiri đã bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ vào năm 2008, sau khi đã ngồi tù 14 năm vì tội cướp. Trong thời gian ngồi tù, ông Shakiri đã xây dựng một mạng lưới đồng phạm, mà sau đó sẽ sử dụng để thực hiện các lệnh của Iran. Theo các công tố viên, một trong những đồng phạm là Khaleesi Rivera đã làm việc với Shakiri với âm mưu ban đầu là giết nhà báo Masjid Alinajad của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ bằng tiếng Iran. Khaleesi Rivera sau đó đã nhờ một trong những người quen của mình là Jonathan Loshos, 36 tuổi, thực hiện vụ tấn công để nhận số tiền thù lao là $100,000. Cả hai đã bị bắt vào ngày 7 tháng 11. Các tội danh này có mức án tù đến 10 đến 20 năm. Ông Shakiri cũng bị buộc tội cung cấp và âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố nước ngoài. Phóng viên bị nhắm làm mục tiêu là Alinayas đã bày tỏ sự ngạc nhiên hôm 8 tháng 11 rằng: "Tôi bị sốc." Cô viết trên nền tảng truyền thông xã hội X, nhân viên được giao nhiệm vụ ám sát ông Donald Trump cũng đồng thời được giao nhiệm vụ giết tôi trên đất Mỹ. Tôi đến Mỹ để thực hiện quyền tự do ngôn luận theo tu chính án thứ nhất của mình. Tôi không muốn chết. Xin cảm ơn cơ quan thực thi pháp luật đã bảo vệ tôi. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi phủ nhận cáo buộc của Mỹ nói rằng Iran có liên quan đến âm mưu ám sát ông Donald Trump và kêu gọi xây dựng lòng tin giữa hai quốc gia thù địch vào ngày thứ Bảy. Ông Araghchi nói trên mạng xã hội X rằng một kịch bản mới được dựng lên vì kẻ giết người không tồn tại trên thực tế, các nhà biên kịch được dựa vào để sản xuất một bộ phim hài hạng 3.
Ông nhắc đến âm mưu bị cáo buộc mà Hoa Kỳ nói là do lực lượng vệ binh cách mạng tinh nhuệ của Iran ra lệnh ám sát ông Trump, người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hôm thứ Ba và sẽ nhậm chức vào tháng 1. Ông Araghchi nói thêm, người dân Mỹ đã đưa ra quyết định của họ và Iran tôn trọng quyền bầu tổng thống theo lựa chọn của họ. Con đường phía trước cũng là một sự lựa chọn. Nó bắt đầu bằng sự tôn trọng. Iran không theo đuổi vũ khí hạt nhân, chấm hết. Đây là một chính sách dựa trên những giáo lý Hồi giáo và các tính toán an ninh của chúng tôi cần phải xây dựng lòng tin từ cả hai phía. Đây không phải là con đường một chiều. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran trước đó nói rằng tuyên bố này là một âm mưu ghê tởm của Israel và phe đối lập Iran bên ngoài đất nước nhằm làm phức tạp thêm vấn đề giữa Mỹ và Iran. Các nhà phân tích và những người trong cuộc ở Iran không bác bỏ khả năng hòa hoãn giữa Iran và Hoa Kỳ dưới thời ông Trump, dù không khôi phục quan hệ ngoại giao. Dù đối đầu với kẻ thù không đội trời chung là Israel, giới lãnh đạo giáo sĩ của Iran cũng lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực, trong đó Israel tham gia vào các cuộc xung đột với các đồng minh của Tehran ở Gaza và Lebanon. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên Âu Joseph Borrell tìm cách trấn an Ukraine về sự ủng hộ không lay chuyển của châu Âu vài ngày sau khi ông Donald Trump đắc cử. Ông Borrell, quan chức cao cấp đầu tiên của Liên Âu đến thăm Ukraine sau chiến thắng của ông Trump, cho biết mục tiêu của chuyến thăm của ông là nhấn mạnh sự ủng hộ của Liên Âu đối với Ukraine khi cuộc chiến của nước này với Nga sắp chạm mốc 1.000 ngày. Ông Borrell cho biết, Liên minh châu Âu đã cung cấp 122 tỷ euro hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine và đào tạo khoảng 60.000 binh sĩ Ukraine, đồng thời nói thêm rằng khối này đặt mục tiêu đạt 75.000 người vào cuối mùa đông. Ông Borrell nói trong một cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine rằng sự ủng hộ này vẫn không lay chuyển. Sự ủng hộ này hoàn toàn cần thiết để các bạn tiếp tục tự vệ trước sự gây hấn của Nga. Chúng ta cần giao hàng nhanh hơn và cần ít ranh giới đỏ tự áp đặt hơn. Ông tái khẳng định sự ủng hộ của mình đối với lời kêu gọi của Ukraine cho phép oanh kích tầm xa nhắm vào các mục tiêu quân sự bên trong nước Nga. Sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây đóng vai trò then chốt cho khả năng tự vệ của Ukraine trước kẻ thù lớn hơn và được trang bị tốt hơn nhiều, đó là Nga. Mặc dù Mỹ là đồng minh chủ chốt, ông Trump đã cam kết sẽ nhanh chóng chấm dứt chiến tranh nhưng không nói rõ bằng cách nào. Tổng thống Zelensky là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên chúc mừng ông Trump và cho biết các cuộc trò chuyện của ông với tổng thống đắc cử của Mỹ nên tiếp tục. Bộ trưởng Ngoại giao nói rằng Ukraine hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục lãnh đạo để giúp đạt hòa bình công chính, đồng thời nói thêm rằng các đội ngũ sẽ bắt đầu chuẩn bị một cuộc hội kiến tiềm năng trong tương lai giữa hai nhà lãnh đạo. Ông Borrell, người sẽ rời nhiệm sở vào tháng tới, cho biết các bộ trưởng quốc phòng Liên Âu sẽ họp vào tuần sau để thảo luận về việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine cả về mặt quân sự và ngoại giao và sẽ đưa ra chương trình về việc tăng cường hỗ trợ vào thời điểm hệ trọng này. Binh sĩ Ukraine đang ở thế yếu trên tiền tuyến khi Nga tiếp tục tiến quân ở khu vực Donetsk thuộc miền đông. Các lực lượng Nga hiện đang chiếm giữ khoảng 20% lãnh thổ Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga cho biết không thấy có lý do nào để thảo luận về việc nối lại đối thoại về ổn định chiến lược và kiểm soát vũ khí với Mỹ vào thời điểm hiện tại. Thứ trưởng Sergei Ryabkov cho biết, Nga và Hoa Kỳ đang trao đổi tín hiệu về Ukraine thông qua các kênh đóng ở cấp độ quân sự và chính trị. Ông cũng nói, Nga sẵn sàng lắng nghe các đề nghị của Tổng thống Donald Trump về việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine, đồng thời nói thêm rằng, không thể có giải pháp đơn giản. Tổng thống Nga Putin ngày thứ Năm chúc mừng ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Mỹ, ca ngợi ông cho thấy sự can trường khi một tay súng ám sát hụt ông vào tháng 7 và nói Nga sẵn sàng đối thoại với ông Trump. Ông nói những ý kiến mà ông Trump đưa ra về việc phải chấm dứt chiến tranh là đáng chú ý. Ông Trump nói với đài NBC rằng ông chưa nói chuyện với ông Putin kể từ khi đắc cử, nhưng
Tôi nghĩ chúng tôi sẽ nói chuyện. Ông Rakoff nói mối đe dọa của việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ vẫn còn nếu tài sản bị phong tỏa của Nga bị tịch thu hoặc Hoa Kỳ leo thang căng thẳng về Ukraine. Ông Rakoff cũng nói về học thuyết hạt nhân của Nga, nói rằng nó sẽ giúp chuyển sang lựa chọn hạt nhân trở thành hiện thực nếu có một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong quan hệ với phương Tây và tình hình ở Ukraine xấu đi. Ông Putin từng cảnh báo phương Tây vào tháng 9 rằng, theo những thay đổi được đề xuất đối với học thuyết hạt nhân mới, Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công bằng phi đạn chính quy và sẽ coi bất cứ cuộc tấn công nào nhắm vào họ được một cường quốc hạt nhân hỗ trợ là một công cuộc tấn công tập thể. Trung Quốc đã chuẩn bị cho sự trở lại của ông Trump bằng cách thắt chặt mối quan hệ với các đồng minh, thúc đẩy sự tự lực trong công nghệ và dành tiền để hỗ trợ nền kinh tế hiện đang có thể bị tổn thương trước các mức thuế quan mới mà ông Trump đe dọa. Mặc dù một số hành động trả đũa có thể không tránh khỏi, nhưng Trung Quốc sẽ tập trung vào việc khai thác các rạn nứt giữa Hoa Kỳ và các đồng minh và đặt mục tiêu hạ nhiệt để giúp đạt được một thỏa thuận sớm nhằm giảm bớt tác động từ xung đột thương mại. Ông Yao Minhao, chuyên gia về quan hệ quốc tế thuộc Đại học Phục Đáng ở Thượng Hải cho biết, Trung Quốc có thể sẽ không sử dụng chiến thuật như đã làm trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Lúc đó Trung Quốc phản ứng rất mạnh mẽ trước các hành động về thuế quan của ông Trump. Lần này Trung Quốc chủ trương là hợp tác chứ không phải đối đầu, nhấn mạnh mối quan hệ ổn định, lành mạnh và bền vững giữa hai siêu cường, qua điện văn của Chủ tịch Tập Cận Bình gửi cho ông Trump ngày 7 tháng 11. Mặc dù các công ty công nghệ khổng lồ của Trung Quốc hiện ít phụ thuộc hơn nhiều vào hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ, nền kinh tế Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng bất động sản lớn và gánh trên vai khoản nợ không bền vững. Và ở vị thế yếu hơn so với năm 2016, đang vật lộn để đạt được mức tăng trưởng 5% so với 6,7% lúc đó. Tệ hơn nữa, ông Trump đã cam kết chấm dứt quy chế tối huệ quốc của Trung Quốc và áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc hơn 60%, cao hơn nhiều so với mức áp dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Ông Zhao của Đại học Phục Đáng nói, Bắc Kinh đã tính toán kịch bản này nhưng dự kiến mức thuế sẽ thấp hơn mức ông Trump đã cam kết trong chiến dịch tranh cử. Vì nếu điều đó xảy ra, sẽ dấy lên lạm phát ở Hoa Kỳ cao hơn đáng kể. Tuy nhiên, chỉ riêng mối đe dọa đó khiến các nhà sản xuất Trung Quốc lo lắng vì Trung Quốc bán hàng hóa trị giá hơn 400 tỷ đô la một năm cho Hoa Kỳ và hàng trăm tỷ đô la nữa cho những nơi khác mà khách hàng cũng là người Mỹ. Một học giả tại Trường Nghiên cứu Quốc tế ở Singapore cho biết, kết quả là nền kinh tế Trung Quốc có thể cần nhiều biện pháp kích thích hơn mức 1,4 nghìn tỷ đô la dự kiến vào ngày 8 tháng 11. Ông nói, đây sẽ là một đòn giáng nghiêm trọng vào thương mại quốc tế của Trung Quốc, ảnh hưởng đến việc làm và kinh doanh của chính phủ. Trung Quốc có thể sẽ phải đưa ra một gói kích thích lớn hơn nhiều trong nước. Bắc Hàn đã tiến hành can thiệp GPS vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy, gây ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và máy bay tư nhân. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn khuyến cáo các tàu thuyền và máy bay hoạt động ở khu vực biển Tây nên thận trọng với hành động gây nhiễu tín hiệu GPS của Bắc Hàn. Nam Hàn kêu gọi Bắc Hàn ngay lập tức dừng hành động khiêu khích mới nhất này và cảnh báo rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. GPS là viết tắt của hệ thống định vị toàn cầu, một mạng lưới vệ tinh và thiết bị thu được sử dụng để định hướng. Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên đã bùng phát trở lại kể từ khi Bắc Hàn bắt đầu thả khí cầu chở rác sang Nam Hàn vào cuối tháng 5, khiến Nam Hàn phải khởi động lại chương trình phát thanh tuyên truyền bằng loa phóng thanh. Các chuyên gia hàng không nói, việc Bắc Hàn tiến hành chiến dịch thả khí cầu chở rác, phóng phi đạn và can thiệp GPS đã làm gia tăng rủi ro trong không phận Nam Hàn, làm phức tạp thêm hoạt động của các hãng hàng không khi căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia đối địch.
Sự gián đoạn gây ra bởi chiến dịch khí cầu đang trở nên trầm trọng hơn do các dấu hiệu can thiệp GPS gia tăng. Chính phủ Nam Hàn cho biết, từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, khoảng 500 máy bay và hàng trăm tàu thuyền đã gặp trục trặc về hệ thống GPS. Họ đã khiếu nại lên cơ quan hàng không của Liên Hiệp Quốc CIAO và cơ quan này đã cảnh báo Bắc Hàn hãy dừng lại. Từ khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ hôm 6 tháng 11 cho đến phiên giao dịch cuối cùng trên thị trường quốc tế trong tuần này, giá vàng thế giới giảm 1,8%, nhưng giá vàng ở Việt Nam mất giá tới hơn 3,4%, khiến nhiều người thua lỗ nặng. Sự lao dốc của giá vàng thế giới tuần này là mức giảm nặng nhất trong 5 tháng trở lại đây, xuống còn gần 2.684 đô la hôm 8 tháng 11, giữa lúc thị trường chú tâm đến những tác động sâu xa của việc ông Trump đắc cử. Việt Nam chịu ảnh hưởng dây chuyền từ giá vàng thế giới, nhưng tỷ lệ mất giá ở trong nước lớn hơn hẳn mức của thị trường quốc tế. Với giá bán một lượng vàng giảm khoảng 89 triệu đồng hôm 6 tháng 11 xuống khoảng 86 triệu đồng hôm 9 tháng 11, trước khi tạm dừng ở mức giá thấp hơn so với giữa tuần, giá vàng đã dao động mạnh trong hai hôm 7 và 8 tháng 11, làm nhiều người thót tim, thậm chí thẫn thờ vì thua lỗ nặng do họ bán ở thời điểm mỗi lượng vàng giảm từ 6 đến 8 triệu đồng so với cuối tháng 10. Các chuyên gia giải thích rằng kết quả bầu cử của Mỹ đã ngã ngũ và sự cảm nhận về các chính sách tương lai của Hoa Kỳ làm cho giới đầu tư thấy các loại tài sản mạo hiểm có thể được hưởng lợi. Vì vậy, tiền được chuyển từ vàng và kim loại quý sang các loại tài sản kia. Các chuyên gia trong nước nói rằng giá vàng sẽ có những đợt sóng tăng giảm mạnh trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn, giá vàng vẫn sẽ ở mức cao. Năm 2025 sẽ tăng hơn 11% từ mức hiện nay. Quý vị vừa theo dõi phần tường trình tin tức trong ngày của hệ thống truyền thông TNT Media qua phần trình bày của Thảo Nguyên. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Thảo Nguyên xin thân ái, mến chào.